Anh có làm gì mà không nói chuyện được. Anh vừa qua chiều qua anh gọi cho em mò mầm mài nó không được, thì anh ấy anh đăng nhập hết rồi, anh qua bước 2 rồi, sang bước 3 nữa thôi. Anh mở em mở ra đi. Đó đó em cái đó mới bước 1 nè. Em cứ lên đi, em cứ lên đi. Bị bao hả? Bị bao. Ủa, đang hoạt động bình thường mà em. Rồi liên kết hết rồi, em chỉ có việc làm nữa thôi, bay báo được rồi mà. Mấy ngày? Thường từ 2 đến 5 ngày là xong rồi. 2 đến 5 ngày là về. À, để anh nhập cốt rồi nha. Gọi cho em cũng được, anh mò mầm nói anh Minh đó. Đó thì em kiểm tra hết cho anh đi. Anh ngủ muộn, đi đêm ngủ muộn. Cũng coi chứ, anh trật sắp được. Em cũng xem thì anh không xem. Bồ Đào Nha anh thả thôi. Game. Nói chung nó nình dân châu Á. Uruguay ở thế thì để thằng ấy vào cũng sướng hơn. À. Thằng Hàn Quốc gặp Brazil thì cũng khó nuốt lắm. Không, anh không chơi đâu. Hồi xưa anh chơi nhưng mà bây giờ anh bỏ hết ba cái đồ đấy rồi. Chơi không thắng được đâu, toàn thua không à. Tóm lại là kết quả ngược của mình là thắng.
Em ơi, cái kể nên nghe bảo là nếu mà HV 0% ấy thì cái độ bền của cái này là không 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 được lâu đúng không? Lâu, anh cứ rút điện thoại máy, rút điện bao nhiêu năm cũng được. Không, cái vấn đề ở chỗ là cái kính nó không bền đâu, đúng không? Sao bền bền, là cái em có dám bảo lành cho anh kiểu đó không? Thì thôi, chủ yếu là cái nét của anh, cái nét đó. Đây là bằng thuế mà, mình làm thanh toán mà. Thì cái thuế nó xấu rồi, lên mẹ nó biết mình hack, không, nó yêu cầu. Cái này nó không có liên quan tới cái kia. À, cái thằng này nó thuê một bên để nó làm thanh toán mà. À. Thì anh theo anh nghiên cứu được thì anh thấy là cái này thì nó ấy về 0% thì mình đỡ tiền, nhưng mà ngược trở lại là nó không bền, sau này nó sẽ phải trách ra cái hack của mình. Sau là nó đòi hỏi giấy tờ công ty ở bên đó là mình không có. Em là luôn. Bữa nào tính lúc về ngân hàng thì bán cho chợ đen. Cái gì? Thì đô của bao nhiêu nè? Thì sao? Anh muốn bán cho lúc về ngân hàng hay là bán cho chợ đen? Hồi giờ em đang bán chợ đen thôi, em không rút tiền ngân hàng, em sợ miễn thuế. Nè, giờ rút tiền về nè. Cái đó là rút tiền về. Đúng rồi, request á, request bank man nè. Chỉ gọi thanh toán nè. Rồi mình bấm không dép. Rồi, giờ thì bấm là đúng rồi, chờ từ 2-3 ngày, giờ đây 7 ngày chứ không rút tiền á. À, nó bảo chị xinh xánh nữa là sao vậy? Là nó ok à? Ok nè. Để nghe yêu cầu nè, xác nhận ở trong email, khi nào tiền về nó email à, nè contact email đó, rồi anh chờ tiền về đây, tiền về giờ đây, muốn rút về ngân hàng cũng được, rút về ngân hàng bán chợ đen cũng được. Rút về ngân hàng mất phí à? Rút về ngân hàng mất 60 ngàn. Mất 60 ngàn, thế mà con bán chợ đen thì sao? Bán chợ đen không mất. Mà bán chờ đến em làm sao em bán chờ đến em hỗ trợ anh đi, anh những cái quả này anh cũng biết đâu. Em bán cho cái ông bà Vũ Văn Toàn đó, không mua. Rồi nghe mẹ nó chống tranh nhỉ. Thì anh đây nói thật sự đam mê thì em ạ. À, chứ nói thật với em, anh cày á, cày em biết là công sức nó thế mà được cái tiền thì em biết thì nó như thế nào, đúng không? Cái bán bay bao không này hả? À thế à, đừng có cái kiểu đấy. Liên kết ngân hàng nè. Anh liên kết được anh liên kết tài khoản ngân hàng, đừng đi đó, liên kết tài khoản ngân hàng rút tiền gì à. Liên kết ngân hàng. Thì bỏ tài ngân hàng gì, các bạn submit gì, số tài khoản gì. Tức là cái này là tài khoản trong nước chứ đúng không? Đúng rồi, tài khoản trong nước, tài khoản ngân hàng của anh đó. À, nhưng mà rồi anh liên kết với cái thẻ Vietcombank đấy, Visa đấy thì sao? Visa thì xác minh thôi, xác nhận thôi. À chứ không rút được về đấy à? Anh cũng rút gì đó không? Thì rút về đó đỡ mất phí chứ. Rút gì đó cũng mất phí à? Liên kết thẻ nào được cứ rút về mất 60 ngàn. À thế à? À, nhưng mà anh có số dư là chuyển tiền. À, không có số dư này, sau lúc mà anh có số dư là chỉ vô thẻ này, nó về tiền thẻ này. Thì bây giờ anh đã liên kết với cái thẻ đó thì anh có tiền nó về đó luôn như... Đúng rồi, nhưng mà anh cũng thêm tài khoản đó là tiền đi xa. Tài khoản hàng vô thêm 3 bút thẻ cũng được. Nhìn cũng tiền giờ thế nào thì giờ thì đó là
Rồi ok em. Thế cái này khoảng mấy